ta như người sánh diều, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy nằm ngây ngã ba đường, nhân gian từ vô thi đời xanh tứ nói luôn, một mái thất mỗi hẹn ngầm dưng nỗi buồn. Ôi có mấy lúc vui, sao đời sầu khó vui, hương giang tràn xe cát lầu vàng nước cuốn trôi. Ta xuân mãi tóc dài môi hồng đào ua nhanh vương cánh trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2009, chúng ta có mặt nơi đây để cùng nhau lắng nghe và theo dõi chương trình Phật Pháp. Vâng, đúng rồi, chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 19. Nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay là Phật tử Diệu Uyển. Và nhiều câu hỏi được đặt ra, sự nhiệm màu ở đây là gì? Cụ thể ra làm sao? Tất cả đều đang tiềm ẩn ở phía trước. Bây giờ mời đại chúng lắng lòng nghe đôi lời tâm sự của Phật tử Diệu Uyển. Nếu đồng ý cho một tràng pháo tay thật nhiệt tình để kính mời và lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch thầy thường tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Ngưỡng bái bạch đại đức tăng ni cùng tất cả đại chúng hiện đang có mặt ngày hôm nay. Con tên là Lê Ngọc Dung, pháp danh Diệu Uyển. Hiện nay con đang làm việc tại phòng phát hành 2 chùa Hoằng Pháp. Lời đầu tiên, con xin được tri ân ba ngôi tam bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Và con xin được tri ân thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cũng như tất cả quý thầy ở chùa Hoằng Pháp đã yêu thương và dìu dắt, đã cứu cuộc đời con và huệ mạng của con, đã tạo điều kiện cho con được ngồi đây trong sự thương yêu và chia sẻ của toàn thể đại chúng. Và đây cũng là một duyên lành để con có dịp nói lên những lời tận từ đáy lòng con, những lời sám hối, những tội lỗi trước đây mà con đã gây ra. Con sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước hết sức là khó khăn. Thời kỳ đó là năm 1965-66, thì đất nước đã xảy ra chiến tranh rất là ác liệt. Cho nên con, khi mà mẹ con mang thai con á, thì ba của con đã bỏ đi. Và thật sự con không biết ba con là ai. Khi mà mẹ con sanh con ra á, thì một mình mẹ con đã cưu mang, đã nuôi nấng và đã rất là cực khổ. Mẹ con, từ khi mà con biết nhận xét á, thì mẹ con đã buôn bán rất là cực khổ. Chẳng hạn như mẹ con đã từng bán cà rem, bán bánh mì, bán thuốc lá, rất là khổ cực để mà nuôi con. Thì con lớn lên cũng giống như những đứa trẻ khác. Thực sự trong lòng con cứ nghĩ, ủa tại sao người ta có ba mà mình không có ba? Thì hỏi mẹ, mẹ ơi ba của con đâu? Thì mẹ cũng không có trả lời. Thì cái điều này làm cho con cũng thành một cái đứa trẻ nó cũng không được bình thường. Vì thứ nhất là con cũng đã từ nhỏ đã không có cái sự thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ của người cha, mà chỉ có mỗi mình mẹ con vừa là ba và vừa là mẹ luôn. Thì mẹ con vất vả, rất là khổ cực để mà nuôi con ăn học. Nhưng mà con đó thì rất là bất hiếu. Hồi nhỏ đó thì con học hành rất là khá, nhưng mà đến khi học lớp 5, học lớp 10 á, thì bắt đầu
do cái sự mà mẹ em phải đi buôn tảo bán tần từ sáng sớm ra khỏi nhà tới khuya mẹ mới về, thì không có ai chăm sóc, không có ai gần gũi, cho nên có tụ tập rồi có chơi, có quen biết một số bạn bè không có được tốt. Rồi bắt đầu cái từ năm lớp 10 là cái việc học bắt đầu sa sút. Và biết bắt đầu tập, biết hút thuốc, biết uống rượu. Và do đó là những cái chủng tử đầu tiên để mà sau này xảy ra rất là nhiều việc. Thì con đã phụ lòng mẹ của con không có biết hiếu thảo gì hết, không có biết công ơn gì hết. Và như vậy đó thì đến cái tình trạng đó kéo dài đến năm con cũng ráng học hết lớp 12 và con lập gia đình. Khi mà con lập gia đình như vậy là năm 1983. Thì do cái tuổi trẻ bồng bột mới có học hết lớp 12 thì không có một cái việc làm ổn định, không có tiền, cái gì cũng không có hết đó. Mà chồng của con thì cũng là một sinh viên của nhạc viện thành phố, bản thân thì không có nhà cửa gì ở thành phố này cả, là nhà ở dưới quê, thì ba mẹ cho lên thành phố ăn học thôi. Thì cả hai vợ chồng không có làm gì ra tiền hết, tất cả sống nhờ vào cái sự buôn bán vặt vãnh và nhờ vô cái sự đùm bọc của mẹ thôi. Sau khi mà lập gia đình như vậy thì sanh đứa con đầu lòng. Khi mà sanh cái đứa bé này ra đó thì nó rất là èo ụt, nó rất là bệnh đau, nó bệnh đau suốt luôn. Như vậy thì mẹ của con á đã khổ rồi, bây giờ á lại phải cưu mang thêm một người rể nữa, rồi bây giờ lại cưu mang thêm một cái đứa cháu nữa. Vậy á thì cái sức chịu đựng của mẹ đó là quá sức rồi. Thì cái thời gian mà chung sống với nhau như vậy đó thì chỉ là do cái tuổi trẻ bồng bột mà thôi, không có tình yêu và cũng không có một cái gì chắc chắn để cho một cái gia đình đó ổn định hết. Rồi cứ sống bám vào bà ngoại như vậy. Thì con cũng bắt đầu đi học kế toán, thêm kế toán và bắt đầu xin đi làm ở xưởng sửa chữa ô tô Tân Cảng. Sau đó thì làm thư ký, làm kế toán ở trường học Bình Quế Tây, phường 28, quận Bình Thạnh. Rồi sau đó thì đi dạy phổ cập ở trường Phước An, Thị Nghè. Nói chung con cũng đã làm 3-4 nơi như vậy, nhưng mà không nơi nào con làm được lâu hết. Bởi vì cái đứa con thì nó còn nhỏ xíu mà nó cứ bệnh đau, nó cứ vô bệnh viện, cho nên không có thể mà bỏ nó để mà đi làm kiếm tiền được. Cho nên làm ở đâu rồi người ta cũng đuổi. Thì bắt đầu mẹ của con thì già rồi, không có còn sức khỏe nữa. Thì lúc đó thì cuộc sống thì càng ngày nó càng khó khăn hơn. Như vậy thì quyết định cuối cùng là hai vợ chồng ly dị. Là năm đó là năm 1986. Sau khi đã quyết định chia tay nhau thì con cũng rất là khổ. Lúc đó mẹ cũng bắt đầu ngã bệnh và ở nhà thì nợ nần cũng chồng chất. Con thì còn nhỏ cũng bệnh đau nữa, thì con không biết làm gì. Thì con mới bắt đầu xin đi làm nhà hàng. Cái năm bắt đầu con bước chân đi vô làm nhà hàng là năm 1990. Đến năm 1993 thì con bắt đầu lên làm quản lý. Mà nói một cái danh từ mà trong cái giới mà nhà hàng á, thì đó gọi là má mì. Thì từ năm 93 cho đến năm 2000 thì trong suốt 7 năm như vậy con làm má mì cho rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2000 và đến năm 2002 thì con làm chủ, tự mình làm chủ nhà hàng. Trong suốt 12 năm này con đã sống trong cái sự mà vô minh, không có biết gì về Phật pháp hết, chỉ biết kiếm tiền. Và 12 năm này con đã cũng gây rất là nhiều đau khổ cho nhiều người và cho cũng chính bản thân con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, những lời tâm sự vừa rồi quả là một câu chuyện dài, lâm ly và cảm động. Vậy những tháng năm ấy sống và làm việc trong nhà hàng, cô đã sống như thế nào? Cô Diệu Uyển
giờ đây có thể bật mí cho biết đôi điều về vấn đề này được không ạ? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, vào năm 1990, cái cuộc sống của con rất là khó khăn. Lúc đó thì nợ nần rất là nhiều, con cái thì bệnh, mẹ thì đã già. Thì con quyết định đi tới một cái nhà hàng đó để xin làm. Nhưng mà thật sự con cũng không biết là vô đó để làm gì. Thì trong người của con còn 2.000 đồng. Thì 2.000 đồng lúc đó chắc có lẽ là chỉ mua được một ký gạo thôi. Thì con đến đó thì xin người ta, xin cho tôi vô làm. Làm cái gì tôi cũng làm hết, rửa chén cũng làm luôn, nói chung là như vậy. Người chủ mới nói là thôi, bây giờ cô ngồi đó đi, một chút xíu nữa thì tôi sẽ có việc cho cô làm. Thì con cũng ngồi đợi, một đợi chút xíu rồi thì con thấy khách vô trong nhà hàng. Thì bắt đầu người ta nói rồi, bây giờ cô bước lên đi, cô bước lên cô ngồi cô tiếp khách đi. Người ta làm sao cô làm vậy, người ta uống rượu thì cô uống rượu, người ta làm sao cô làm vậy. Thì con cũng bước vô, rồi cũng con thấy người ta cầm ly mời thì con cũng cầm ly mời. Nói chung là người ta làm sao con làm vậy. Nhưng mà con còn nhớ rất là rõ cái hôm đó thì cái cảm giác của con nó rất là đau xót, rất là đau khổ. Bởi vì rõ ràng là mình không phải để làm những cái công việc này. Mình cũng từng là kế toán, mình cũng từng là cô giáo, mình cũng từng đã học hết lớp 12. Nhưng mà bây giờ quá khó khăn rồi thì thôi. Thôi mình chấp nhận. Thế là bắt đầu con làm việc ở đó. Sáng thì 9 giờ làm việc đến 11, 12 giờ đêm. Mà cái công việc ở trong nhà hàng thì không có đòi hỏi các cô làm cái gì mà vất vả gì hết. Chỉ là khi mà được nhận vô thì sau này con biết thì là có một cái ngoại hình tương đối, rồi cũng phải đẹp một chút, rồi ăn nói thì dịu dàng, dễ thương, tế nhị, rồi phải biết cách sửa soạn chân diện như thế nào đó để cho khách người ta vừa lòng đó. Thì cái công việc vô đó thì mà cái điều mà chủ yếu nhất là phải biết uống bia rượu. Nếu không biết uống bia rượu thì phải tập uống. Tập uống như thế nào mà để cho cái doanh thu của nhà hàng càng nhiều thì càng tốt. Đó là những cái tiêu chuẩn để mà làm một cái tiếp viên của nhà hàng. Thì từ sáng, từ 9 giờ đến nhà hàng, rồi sửa soạn, rồi thay đổi quần áo như thế nào đó, rồi đến khi nào mà khách vô đó thì sẽ có người kêu mình ra để mà mình ngồi tiếp khách. Thì một người khách, rồi một cô tiếp viên, một người khách, một cô tiếp viên như vậy đó. Thì trong cái lúc đó thì cứ mời bia, mời rượu, mời bia, mời rượu, và cứ uống tới khi nào mà khách không còn uống nổi nữa thì khách trả tiền đi về thôi. Rồi sau khi khách đứng dậy thì khách sẽ cho tiền như cái cô ngồi đó. Tùy người ta thích thì người ta sẽ cho nhiều, người ta không thích thì người ta cho ít, và thậm chí người ta cũng không cho luôn. Thì trong một quá trình mà con làm tiếp viên như vậy đó, thì con lúc đầu thì có rất nhiều những cái mà làm cho mình đau khổ, làm trăn trở. Nhưng mà về sau thì nó cũng đã quen dần với công việc. Và bia rượu thì không có ngày nào mà tỉnh hết á. Cái tối về là xỉn là không biết gì luôn. Rồi bắt đầu sáng là tỉnh lại là vô uống tiếp. Thì trong suốt quá trình 3 năm như vậy đó, thì con là một cái người, nói chung là trong cái lĩnh vực này con cũng rất là cứng cỏi. Con thật sự là cũng uống cũng không thua ai hết. Mà trong cái môi trường đó thì nó cũng rất là phức tạp. Trong cái mà sự sinh hoạt á, khách cái cô đó khách nhiều quá thì cũng bị ganh tị, rồi cũng bị ghét bỏ, rồi cũng bị, nói chung là cũng bị ăn hiếp đủ thứ hết á. Nhưng mà con thì đặc biệt, con không có để cho ai ăn hiếp con được hết á. Vì con rất là hung dữ, con thực sự là rất là dữ. Cô nào mà ăn hiếp con á, thì con sẽ đánh cô đó. Và nếu mà chưa có kịp đánh á,
Thì con cũng tìm mọi cách để mà con dằn mặt cho cổ biết rằng đã ăn hiếp lộn người này. Rất là tại vì phải như vậy thôi. Mình hiền quá thì cũng không được. Đó, thì như vậy thì về mặt tiếp khách thì con cũng tiếp khách rất là giỏi. Và uống rượu thì con cũng uống rượu không thua ai hết. Và con còn có một cái đặc biệt nữa là con hát thì không biết có hay không, nhưng mà mọi người thì nói là hay lắm. Cho nên thì khách cũng rất là thích. Đó, thì con khách yêu cầu cũng rất là đông. Sau đó thì qua một cái quá trình làm việc dài như vậy á, thì con được đưa lên làm má mì. Thì chính thức vào năm 1993-94 con lên làm má mì ở nhà hàng Tân Hoa Mai ở quận 5, là một cái nhà hàng rất là nổi tiếng. Lúc đó là con đã quản lý khoảng trên 100 cô, khoảng 101-102 cô vậy đó. Những cái cô này á rất là đẹp. Thì cái người quản lý này có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Phải có một cái trách nhiệm đối với các cô em của mình. Phải biết dạy dỗ các cô làm như thế nào đó. Trong cái lúc tiếp khách, phải khéo léo, phải lịch sự, phải tế nhị. Phải làm như thế nào để cho khách khi người ta đi rồi là phải quay lại. Dạy dỗ các em từng ly từng tí. Từ cái cách ăn mặc cho thật là hấp dẫn, là quyến rũ, rồi phải cách vẽ mặt vẽ mày như thế nào, trang điểm như thế nào đó cho thực sự là một cái người đàn ông ấy, người ta nhìn vô là người ta sẽ thích liền. Phải theo dõi xem rằng là các cô em của mình trong cái lúc mà tiếp khách như vậy á, có uống bia rượu nhiều hay không, có đôn đốc khách uống bia rượu nhiều hay không, hay là vô trong đó là ngồi ca hát là chơi rồi không có uống bia rượu, như vậy là không được. Đó. Một cái người quản lý thì cũng rất là khó khăn, bởi vì thứ nhất là phải có trách nhiệm rất là lớn đối với chủ, và thứ hai là đối với lại khách hàng là phải là một cái người có uy tín và rất là thân thiện với khách, và thứ ba nữa là đối với các cô, người đó là một cái người gọi là đàn chị, thì cái gì cũng phải tỏ ra hơn các cô thì mới có thể dạy dỗ các cô được. Tất cả những cái chuyện mà các cô xin vào làm cho hay không là quyền của con, và cho nghỉ hay không cũng là quyền của con, cho ra bàn hay không cũng là quyền của con. Đó là cái người quản lý. Đi sâu hơn nữa thì cái người quản lý thì cũng phải có dưới tay của mình gọi là đệ tử ruột á, gọi là trung thành á. Có một lần đó ở nhà hàng Tân Hoa Mai thì con đang ngồi chơi với lại một cái cô tiếp viên. Cô tiếp viên đó rất là đẹp và là ăn khách nhất của nhà hàng Tân Hoa Mai đó. Cô đó đẹp dữ lắm và cô đó rất là nhiều khách. Thì một trong số cổ đông của nhà hàng đến và có cái thái độ là không vừa ý, là la rầy á. Thế là cô đó nói là ông này dám kiếm chuyện với chị hả? Để đó em xử cho. Thế là cô chạy xuống bếp, hai tay cầm hai con dao bầu lên chém liền. Chém cái cổ đông đó liền và phải đưa vô bệnh viện nằm hết cả tháng. Kính thưa với đại chúng là nó có một cái việc như thế này, con cũng xin kể cho đại chúng rõ là cái quy luật ở trong nhà hàng á, ví dụ 5 vị khách vô thì 5 cô ngồi tiếp khách thì 5 chai bia lên rồi thì khi hết thì phải xuống hết 5 chai để 5 chai khác tiếp tục lên, rồi 5 chai khác tiếp tục lên. Nếu còn một chai dướng lại thì những chai kia không lên được. Thì như vậy cũng sẽ bị trách phạt, cũng sẽ bị kêu ra quở và có thể là kỷ luật. Cho nên những cô đó phải tuân thủ rất là nghiêm. Cho nên có những cái sự mà uống không có đồng đều cũng mét. Rồi có khi là chưa có kịp xử là mấy cô đã xử với nhau rồi. Có khi đánh nhau tại bàn, có khi đưa nhau về xuống dưới phòng rồi đánh đập nhau, chém nhau tùm lưng đó. Thì nếu mà mình là một người quản lý mà không có bản lãnh đó, không có giỏi á, thì những cái trường hợp này cũng rất là rắc rối. Bây giờ con cũng xin kể thêm ở trong cái môi trường nhà hàng là những cái mà đó là một cái nôi để mà cho ra đời những cái thói hư tật xấu, những cái mà con người ta không thể chấp nhận được. Như đại chúng cũng biết, có nhiều người á, có thể là do ham vui mà cũng có thể là do nghiện rượu. Có thể một tháng á, những cái vị đó đến nhà hàng á, là rất là nhiều lần.
đến nhà hàng như vậy thì cũng không ngoài mục đích là để nghe những lời nói ngọt ngào của các cô và được uống rượu với những cái cô gái xinh đẹp như vậy và được ca hát với những cô gái xinh đẹp như vậy. Thì như vậy thì tiền bạc bao nhiêu cho đủ? Từ một cái buổi ăn nhậu như vậy trung bình thì cũng phải trên 1 triệu. Rồi có những cái buổi ăn nhậu mà cái phiếu tính tiền nó lên tới 10 triệu, 15 triệu là chuyện bình thường. Có khi uống một chai rượu 10 triệu, 9 triệu, 4 triệu, 5 triệu là chuyện bình thường. Cho nên á, cô thấy là những cái chuyện mà nhiều người khách đến để mà đến những cái nơi đó thì rõ ràng là không có lành mạnh chút nào hết. Và chính bản thân của những cái người ở trong cái môi trường đó, dù có hiền thiện, dù có như thế nào đi nữa thì đến cái môi trường đó rồi thì thời gian ngày này qua ngày kia thì chính những cái người đó cũng sẽ tự đánh mất mình từ ngày mà không hay. Con đã bước chân vô trong cái lĩnh vực nhà hàng này rồi, từ khi làm tiếp viên cho đến khi làm quản lý và cho đến khi làm chủ, con cũng không có biết thương yêu ai là gì hết á. Thực sự không có biết thương yêu, bởi vì con quan niệm rằng ai đã đến đó rồi thì chỉ có vui chơi để mà trao đổi một những cái gì đó thôi, chứ còn cái chuyện thương yêu chắc không có đâu. Và con cũng huấn luyện với cô phải có cái suy nghĩ như vậy, đừng có nghĩ rằng người ta thương mình là một điều sai lầm, bởi vì trong cái môi trường này á, không có ai thương mình đâu, thì mình cũng không tội gì mà để thương người ta. Bây giờ phải bằng mọi cách làm như thế nào để cho người ta phải đưa cho mình tiền thật là nhiều, phải đem tiền tới đây, tới cái chỗ này nè, muốn gặp em anh phải tới đây. Trong thâm tâm á, thì là như vậy, nhưng bề ngoài á, thì phải nói láo với người ta là có thương yêu người ta, có những cái rù quến người ta để cho người ta mới tới, chứ nếu mà mình nói mình không thương thì người ta đâu có tới. Thực sự trong những năm qua con cũng không có hề thương ai, mà con chỉ muốn làm sao để lấy tiền của người ta được mà thôi, sát phạt người ta mà thôi, chứ không hề có thương yêu gì hết. Đây cũng là con cũng xin kể một cái điển hình. Vào năm 1993 thì có một cái anh chàng đó, ảnh làm chủ một mấy cái cửa hàng đồng hồ rất là lớn ở ngoài Sài Gòn. Thì ảnh đến nhà hàng, lui tới nhà hàng chơi. Thì lúc đó con chưa làm quản lý, chỉ mới là tiếp viên thôi. Thì khi mà đưa con ra để mà tiếp xúc với ảnh á, thì ảnh có cái thái độ rất là đáng ghét. Ảnh nhìn con, ảnh liếc con, liếc có nửa con mắt à. Ảnh liếc con, cái ảnh quay qua bên đây, ảnh trề môi dài thòn ra nha. Cái người quản lý hỏi cô này có thể ngồi tiếp anh được hay không. Cái xong ảnh quay qua, ảnh cười chọc quê, cười bằng một thái độ kỳ lắm. Cái ảnh quay qua, ảnh nói ngồi đi. Cái xong con ngồi xuống. Và trong lòng con là đã thấy có một cái gì đó là anh chàng này phải biết tai. Ghim trong bụng rồi. Dưới xong rồi ngồi xuống nói chuyện rồi sau một hồi là mời lên sân khấu hát, thì con hát 1-2 bài rồi cái mọi người trong cái nhà hàng đó rất là vỗ tay hoan nghênh. Rồi trong cái bàn đó thì những người bạn của anh ta cũng rất là hoan nghênh, anh ta cảm thấy là hãnh diện, anh ta cảm thấy là thích thú khi mà quen biết được một cái cô rất là dễ thương như vậy mà hát hay nữa. Tại không biết anh có nhớ là cái biểu môi lúc đầu cũng không hiểu. Rồi bắt đầu thời gian nó trôi qua thì con trong lòng con đã sắp đặt sẵn rồi, con phải quyết tâm là hạ cái tên này cho bằng chết mà thôi. Đầu tiên 1 tuần á, thì anh ta tới hai ngày, sau từ từ anh ta tới ngày nào cũng phải tới, mà như đại chúng biết tiền ở đâu mà như vậy. Tất cả tiền ở trong những cái cửa hàng đó anh ta rút ra hết. Anh ta vừa vô nhà hàng ăn chơi, rồi anh ta vừa đưa tiền cho con xài. Mà con thì cũng rất là ác. Nay thì con nói, anh ơi, em thích dàn karaoke, phải đi mua cho con. Rồi bữa khác thì, anh ơi, em thích một bộ salon mới nhất. Rồi bữa khác nữa, anh ơi, em thích một bộ bàn tủ ghế, ví dụ vậy đó. Mà thật sự là như vậy, phải đi mua sắm cho con. Nếu mà không á, thì con sẽ giận, con không có thèm nói chuyện tới, thì anh ta rất là khổ.
Sau một thời gian thì cái chuyện làm ăn của anh ta xuống dần và vợ anh ta phát hiện ra là anh ta đã cái quen biết với cô nào ở ngoài gì đó. Xong rồi vợ anh ta nói là bây giờ anh không có được tới lui, anh không có được đi như vậy nữa, anh không có được xài tiền như vậy nữa, bây giờ anh có đồng ý hay không? Thì anh ta nói là bây giờ không biết, không biết có đồng ý được hay không, bây giờ khó quá. Rồi thế là vợ anh ta nói là bây giờ em sẽ cưới cái cô đó cho anh. Bây giờ anh không bỏ được thì em sẽ cưới cô đó cho anh. Anh phải đi kiếm cô đó, anh nói rằng là vợ của anh bây giờ đã chấp nhận em rồi, sẽ cưới em cho anh, em có đồng ý không? Anh ta mừng lắm, anh ta hớn hở lắm, chạy lại nói. Xong con mới nói là xin lỗi quý đại chúng, nói, anh ngu quá, anh quá ngu. Đó là một cái lời mà gài bẫy của vợ anh thôi. Không có một người đàn bà nào mà đi cưới vợ cho chồng hết á. Nhưng mà bây giờ nếu mà vợ anh đã nói như vậy thì tôi cũng sẽ nói cho anh nghe. Tôi không có hề thương anh một chút xíu nào hết. Tôi không có hề một mãi mai. Chẳng qua là vì tôi ghét anh, là vì ngày xưa anh nhớ lại đi, anh bỉ môi, anh trề môi nhúng mỏ với tôi. Anh nhớ ra chưa? Bây giờ anh đã nhớ lại những cái hành động của anh làm chưa? Anh đối xử với tôi như vậy đó. Tôi cũng là một con người, nếu anh không thích tôi thì anh có thể nói những cái lời dễ nghe, tại sao anh làm những hành động đó? Tất cả là gì? Cái chuyện mà trề môi nhúng mỏ của anh đó. Bây giờ tôi trả lời cho anh biết, không có cưới hỏi gì hết mà tôi cũng không có lấy anh. Tôi không có thương anh mà tôi cũng không có muốn thấy mặt anh nữa. Như vậy thì anh về trả lời với vợ anh đi. Như thế thì anh ta trở về với vợ, thì vợ anh ta ly dị. Và anh ta giao hết tài sản nhà cửa lại cho vợ, rồi anh ta đi ra mình không. Thế là còn một chiếc xe Honda. Một chiếc xe Honda thì anh ta nói em ơi bây giờ anh còn chiếc xe Honda, anh bán luôn cho em nha. Thì con mới nói không có được, tôi không có lấy gì của anh nữa hết trơn á. Cái chiếc xe Honda này anh giữ để chạy em xe Honda ôm kiếm ăn đi. Thế là anh ta chạy em đưa ôm thiệt luôn. Tất cả những người đàn ông nào mà tới lui những chỗ đó đó thì đều là có kết cục đều không có tốt. Nếu không có bị người này dụ dỗ thì cũng phải bị người khác dụ dỗ. Khi mà đã lên làm quản lý rồi á thì tiền bạc thì cũng có rất là nhiều. Một ngày có khi làm vài triệu là chuyện bình thường. Thực sự mà nói á, con làm quản lý như vậy thì con không có bao giờ á, mà lấy tiền của các cô hết á. Nhưng mà những người quản lý khác thì có à. Muốn lên bàn được á, muốn lên gặp khách sợp, khách này nọ là phải đưa tiền cho quản lý thì quản lý mới cho lên bàn. Còn con thì không có cái vấn đề đó. Con thực sự là đối xử với mấy cô rất là bình đẳng. Thì lúc đầu những cái cô mà mới bước vô làm thì cổ cũng gia đình hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Sau khi mà vô làm được một thời gian rồi bắt đầu mấy cổ cũng có tiền, mấy cổ cũng bắt đầu hư hỏng, cũng đi chơi, đi nhậu, đi vũ trường, đi quán bar. Thậm chí các cô đó còn hư đến mức độ là không có dùng những cái đồng tiền đó mà để nuôi gia đình như lúc đầu mà cái dự định của mấy cô đến nhà hàng làm để mà lấy tiền nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi gia đình, nuôi anh em, hoặc là làm một cái công việc gì đó để cho nó có ích lợi. Thì mấy cô cũng quên luôn. Mấy cô lao vào hút heroin, chích, hút. Mà mấy cô này thì rất là đẹp. Mà mấy cô chích hút một thời gian thì không còn là con người nữa. Mà đã một khi mà hút chích rồi đó thì hết thuốc chữa luôn. Thì chỉ có cách đuổi ra khỏi nhà hàng mà thôi. Nếu mà phát hiện một cô nào hút chích đó, thì lập tức đuổi ra ngay. Thì không có thể chứa được. Năm 1998 thì con chuyển qua làm quản lý của nhà hàng Thanh Vi ở Phú Nhuận. Nhà hàng Thanh Vi rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái nhà hàng Thanh Vi này còn cao cấp hơn nhà hàng Tân Hoa Mai nữa. Toàn là gọi là khách VIP tới không à. Và những cái cô ở đây còn đặc biệt hơn những cái cô ở Tân Hoa Mai nữa. Và tuyển rất là kỹ, từ cái da cho tới cái dáng, cho tới tóc, cho tới tất cả đều phải tuyển cho thật kỹ. Nếu mà cái cô đó có đẹp á, mà cái chân có ghẻ chút cũng không chịu nữa, cũng phải bị đuổi ra nữa. Phải thiệt là đẹp luôn. Làm ở nhà hàng Thanh Vi như thế thì trong khoảng 2 năm. Thì ở đây cũng xảy ra rất là nhiều việc. Con nhớ thì hình như là năm 1999 gì đó, 99, 2000 gì đó, có một cái vị khách là một luật sư rất là nổi tiếng. Thì ngày nào cũng vô đoàn, vô theo mấy cái anh bạn đó, vô đó uống. Thì hôm đó là uống tới 10 giờ đêm rồi, cũng xỉn rồi. Thì có nghe một cú điện thoại của con gọi kêu
kêu ba về. Thì anh lật đật anh chạy ra. Anh vừa chạy ra khỏi nhà hàng, tôi vừa bước ra khỏi thôi là bị xe trên chạy xuống đụng một cái rầm, dãy dụa coi như là khủng khiếp lắm. Xong rồi đem vô bệnh viện là chết luôn. Thì như vậy cũng do là rượu. Nếu mà anh ta không có say như vậy thì anh ta bước ra anh ta đâu có chết. Thì những cái cảnh mà con đã từng chứng kiến, đã thấy như vậy thì rõ ràng là cái rượu rất là tác hại. Vâng, thưa cô Diệu Uyển, ông bà ta có dạy rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy khi làm việc trong nhà hàng, nhất là những nơi đen tối, không được trong sáng như cô vừa trình bày, thì con người ở đây thường thay đổi tâm tính và có khi không còn trong sáng như trước kia nữa. Và chính bản thân cô cũng nằm trong trường hợp đó, nói một cách nào đó là như vậy. Vậy cô có suy nghĩ gì về vấn đề này? Kính thưa đại chúng, như nãy giờ con đã trình bày thì một cái số những cái việc mà do vô minh con đã làm việc trong một cái môi trường không có trong sáng, không có lành mạnh. Và chính bản thân con cũng đã tạo ra rất là nhiều cái ác nghiệp. Và không phải một mình con không, con cũng đã xúi dục rồi, cũng đã huấn luyện các cô nữa. Thì làm những cái chuyện mà hết sức là tội lỗi. Thì như lời của thầy mới vừa hỏi con, thì con nghĩ gì về những cái chuyện này? Khi mà chưa có uống rượu á, thì đúng là có thể có những chuyện mình không dám làm. Và khi mà uống rượu vô rồi á, thì chuyện gì cũng dám làm hết. Khi mà đã uống rượu rồi thì có thể phạm giới sát sanh, có thể phạm giới nói dối, có thể phạm giới tà dâm, và có thể phạm giới trộm cắp. Tức là khi mà mình đã phạm một cái giới uống rượu rồi thì bốn cái giới còn lại không có gì là khó hết. Bởi vì trong lúc đó thì cái đầu óc của mình nó đâu có còn làm chủ được nữa đâu. Như con vừa trình bày vừa rồi đó, cái môi trường này là cái nôi thai nghén ra những cái sự tội lỗi. Khách cũng vậy, mà bản thân của những cái cô mà tiếp viên cũng vậy thôi. Có thể là phạm giới sắc sanh như thế nào, khi mà đã có tiền rồi á thì muốn ăn ngon thì sao, thì những cái con vật nó còn nhúc nhích á, nó còn sống, còn bơi, còn lội á, thì giết nó để mà ăn. Chứ còn nếu mà nó chết rồi thì ăn đâu có ngon gì nữa đâu. Rồi còn một việc nữa, tuy rằng con không phải là người trực tiếp sát, nhưng mà con cũng là người gián tiếp để sát. Là bị trong cái môi trường nhà hàng như vậy á, rất là đại kỵ những cái người mà có bầu, tức là khi mà đi làm mà mang thai á là không có được. Mà con mà phát hiện được á là cô đó phải bị nghỉ ngay lập tức, không có cho ở trong nhà hàng một giờ, một giây nào, một tiếng đồng hồ nào, phải đi ra khỏi nhà hàng ngay lập tức, không có được làm việc ở trong nhà hàng. Thì bằng cách này hoặc cách kia tùy, phải giải quyết cái chuyện đó đi, thì lúc đó mới được quay trở lại làm. Trước đây con không có biết, nhưng mà sau này con, do con có sự tu tập, con có sự hiểu biết về Phật Pháp, con mới suy nghiệm ra đây cũng là một cái sự hết sức là độc ác và không thể nào mà chấp nhận được. Dù mình không có trực tiếp giết những cái đứa đó, nhưng mà mình cũng là người khiến cho nó sợ, nó phải đi giải quyết, phải đi bỏ những đứa bé đó và để nó tiếp tục làm việc. Đó cũng là một giới sát. Còn cái việc mà phạm nói dối thì nãy giờ con cũng nói rồi, là nói dối ở trong đó là nói dối là cực kỳ. Ví dụ cái ông đó, ông xấu thiệt là xấu luôn, mà cũng phải nói trời anh đẹp quá. Đâu nói ông xấu ông ghét sao? Có nhiều khi là thật sự là không có túng thiếu gì hết, ba má không có ai bệnh đau hết. Trời anh ơi, má em bệnh nằm bệnh viện sắp chết, ba em cũng vậy, bây giờ cần một số tiền lớn lắm, anh giúp đỡ cho em gì đủ thứ. Thế là ông kia móc tiền cho, ví dụ vậy đó, nói láo dữ lắm. Mà cũng ngộ lắm, nhiều khi ở nhà đó, đối với vợ con á, mà điều này con nghĩ là có, đối với vợ con rất là ích kỷ, có lẽ là không có lo lắng chăm sóc kỹ vậy đâu, không có đưa tiền đưa bạc nhiều ra vậy đâu, chứ mà đến chơi nhà hàng rồi á là lo lắng cho mấy cô dữ lắm. Em ăn gì chưa, em thích món gì,
em coi trong đó đi, em thích món gì em cứ chọn, mắc cũng được bao nhiêu anh cũng trả, rồi cứ ăn đi này kia. Có thể nói là một sự thật hết sức là phũ phàng. Mà đối với vợ con thì không có được như vậy đâu. Nhiều khi về nhà còn nạt nộ, còn làm mình làm mẩy nữa. Nhưng mà đến những chỗ đó thì mấy ổng lại là như vậy đó. Nhiều khi có thể là do ở nhà gây lộn với vợ hay là một cái gì đó cũng không biết nữa. Nhưng mà lại thích tìm tới những chỗ đó để mà nghe những lời nói láo, những lời ngọt ngào, những cái lời mà đáng lẽ mình không nên nghe. Và mình nếu mà mình có một cái sự hiểu biết đó là mình biết đây là xạo. Nhưng mà mấy ổng thì lại thích như vậy. Không biết ông biết hay không thì cũng không biết, nhưng mà mấy ổng rất thích nghe. Đó thì đó là cái chuyện mà nói láo. Còn vấn đề phạm vô giới tà dâm thì rõ ràng là cái chỗ này là cái chỗ là chắc chắn rồi. Sau khi mà uống rượu uống bia với nhau rồi thì ở trong nhà hàng thì cấm, nghiêm cấm. Chỉ có nói chuyện với nhau rồi hát ca rồi uống bia lại rồi thôi. Nhưng mà có thể là do người thì có tiền, người thì có sắc. Có thể là hai bên cũng hẹn hò nhau đi đâu đó, ví dụ vậy, thì đó cũng là phạm một giới tà dâm rồi. Còn con nghĩ là với trộm cướp thì có lẽ cũng có đó. Tại vì hạnh phúc của người ta, gia đình của người ta, vợ chồng của người ta, con cái của người ta đâu phải của mình đâu. Mà mình chen chân vô, mình phá hoại, mình cướp lấy thì đó cũng là tội trộm cướp rồi. Có nhiều cô thì ở dưới quê lên chân ướt chân ráo, chưa có biết gì là về cái cạm bẫy phía trước đó. Thì do chắc có lẽ là cũng do hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế nào đó, cũng xin vô làm việc ở trong môi trường đó thì cũng từ từ cũng hư hết. Con đã là sếp của 700-800 cô thì như vậy, theo con biết á, thực tế á, thì chỉ có vài cô thôi là được người ta cưới hỏi Việt kiều rước đi, cưới hỏi đàng hoàng, và những cái cô đó rất là hiếm. Còn đa số á, là đều hư hỏng hết. Và những cái cô mà còn nhỏ còn trẻ thì cũng nên để ý lại một chút về cái môi trường làm việc. Ví dụ thay vì mình tích cực nỗ lực cho một cái công việc nào đó, cho một công ty, cho một cái cho một cơ sở nào đó để phát triển lên về vấn đề kinh tế, rồi vấn đề làm giàu làm mạnh cho đất nước, thì mình lại đi tích cực lên thì về vấn đề phá hoại, đi vô vấn đề tệ nạn xã hội, như vậy thì rất là sai lầm. Thì cũng là một tích cực đó. Chẳng hạn điển hình như con đây, con là một người rất là tích cực, nhưng mà con đã đi lạc đường rồi. Thay vì con xây dựng cho nhiều người được bình an hạnh phúc, cho đem an vui tới cho mọi người, thì con lại đi ngược lại. Con tích cực để phá hoại, con tích cực để mà làm những chuyện không lành mạnh, không tốt. Đó thật là sai lầm. Cho nên đó là con suy nghĩ là những vấn đề cái tuổi trẻ hiện nay và chọn ngành nghề, dù mình có khó khăn cỡ nào thì mình cũng phải nên chọn lựa một cái quyết định cho nó đúng đắn. Vâng, thưa Phật tử Diệu Uyển, cô có thể cho biết cơ duyên nào cô đến với chánh pháp Như Lai? Mời cô cùng trình bày nhé. Kính thưa đại chúng, những cái việc làm mà trước đây của con á rất là sai trái. Vì con không biết gì hết, con rất là vô minh. Lúc đó con cũng chưa có đến chùa, con chưa có được sự dạy dỗ của quý thầy. Mặc dù là con cũng đã là Phật tử, con cũng đã có pháp danh, con cũng đã có quy y Tâm Bảo từ năm con 14 tuổi, nhưng mà con không biết gì hết. Một cái nhân duyên lớn cho con á là mẹ con á là một người Phật tử rất là thuần thành. Mẹ con là người rất là thường đi chùa, và mẹ con là người đã tham gia khóa tu Phật thức ở chùa Hoằng Pháp này là từ khóa 3 cho đến dài về sau. Lúc đầu thì mẹ con đi khóa tu Phật thức á, về mẹ con cứ ca ngợi. Mẹ con nói là ở chùa Hoằng Pháp á có ông thầy đó, ông trẻ lắm. Ông trẻ mà ông cũng đẹp nữa. À, ông thầy này ngộ lắm. À, bà nói vậy đó, ông thầy này ông ngộ lắm. Mới ngộ, ủa mà ngộ làm sao má? Thấy người ta đó là mấy ông thầy á thường cái là già không à. Thì mới làm Phật sự lớn được. Thầy có một cái tấm lòng thương yêu đại chúng.
rất là đặc biệt. Mẹ kể rất là chi tiết. Thầy tổ chức khóa tu rất là chu đáo. Đông người như vậy với cái số lượng lúc trước thì cũng chừng đầu tiên đi thì cũng ít à. Từ từ bắt đầu mới tăng lên. Thì nói số lượng lúc đó thì sắp xỉ khoảng chừng ngàn mấy vậy đó. Mà ai cũng vui vẻ, ai cũng an lạc, ai cũng tinh tấn tu hành, ăn uống ngồi im lặng, không có ồn ào náo nhiệt gì hết, ngủ cũng vậy. Tức chung là thầy tổ chức rất là hay. Tại sao mà thầy trẻ mà lại thầy giỏi như vậy? Cứ từng ngày mà nói. Thì có khi về thì gặp mẹ ít lắm. Đa số về là xỉn lăn ra ngủ mất tiêu à. Rồi có khi tỉnh lại được chút thì nghe mẹ nói chuyện kể về chùa Hoằng Pháp. À, lúc trước con không có thích chùa chiền, mà cũng không có thích quý thầy, mà cũng không có thích tu hành gì hết. Mẹ con ép con đi chùa thì con cũng đứng ở ngoài cho con cũng không vô lại Phật. Mà nghe nói tới Phật Pháp là con cũng phỉ báng, con cũng không có thích. Mà bây giờ mẹ con về nói hoài, ủa vậy chứ trên đời này có một ông thầy như vậy sao? Trẻ tuổi mà làm được chuyện vậy sao con không tin? Xong rồi mẹ nói được rồi thì từ từ đi, mẹ sẽ dắt con đi tới, rồi con sẽ gặp, con sẽ thấy những lời mẹ nói là đúng. Thì con muốn không tin thì con cứ đến đi đó. Đầu tiên thì mẹ con đi tu Phật thất thì con đi thăm, tại vì cả tuần lên con phải đi thăm. Con đi thăm mẹ vô đây thấy, ủa sao quá trời người mặc áo lam mà đẹp quá chừng nè, rồi ngồi tu hành nhìn rất là hay. Rồi xong rồi mẹ mới dắt đi giới thiệu, đây là thầy chủ trì mà mẹ đã nói với con, thầy mà như vậy đó. Thì con mới nhìn, đúng, ông thầy này đẹp thiệt. Sau khi mà thăm mẹ con xong ăn cơm thì lúc trước á, thì mỗi cái buổi ăn cơm trưa của đại chúng á, thì thầy chủ trì á, hay giảng, hay thuyết, có những cái bài thuyết pháp ngắn để cho đại chúng nghe, thì con cũng được nghe nữa. Hôm đó thầy nói, con nhớ rất là rõ, thầy nói về năm điều của Phật dạy cho cư sĩ, thì thầy nói nhấn mạnh rất là mạnh, thầy nói đi nói lại cái điều mà giới cấm uống rượu. Thầy nói là ai á mà uống rượu á thì thà là cầm cái ly thuốc độc á mà uống cho chết đi, như vậy á thì còn tốt hơn á. Chết đó là chết chỉ có một đời mà thôi, còn mà uống rượu á thì sẽ bị mất trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp. Thì con nghe con giật mình, thật là giật mình á. Thầy nói bắt đầu thầy khai triển rộng ra là phạm giới như thế, mà thầy rất là kỹ, thầy dạy rất là kỹ. Tự nhiên cái câu đó ám ảnh con, đập vô trong đầu con rất là mạnh. Về bắt đầu suy nghĩ rồi nói mẹ ơi, mai mốt á mẹ có đi, mẹ chắc con đi với đó, mẹ dắt con đi với, con đi theo với. Rồi cái con cũng đi theo rồi từ từ. Mà ngày xưa sướng lắm, được thầy chủ trì á, mỗi lần ăn cơm là thầy chủ trì dạy hết việc này tới việc kia, hay lắm đó. Cái xong nghe cái bắt đầu cảm thấy là mình đã sai rồi, bây giờ mình không thể sai được nữa. Mình phải nghỉ ngay cái nghề nhà hàng này, không có thể tiếp tục làm được nữa. Mặc dù lúc đó con đang làm chủ nhà hàng, cái doanh thu của con, cái tiền lời rất là lớn. Một tháng như vậy thì có thể là lời từ 5-70 triệu là chuyện bình thường. Con làm có tiền nhiều lắm. Mà con nghĩ là thôi, bây giờ có tiền nhiều bao nhiêu cũng không thèm nữa. Thấy kỳ quá rồi, thấy... Với lại bắt đầu chợt từ từ nhớ lại những cái hình ảnh, những cái mà sinh hoạt ở trong đó, nó tự nhiên thấy không thích nữa. Không còn có một cái hứng thú gì để mà làm cái công việc đó nữa đó, mặc dù mình làm chủ. Mới nghĩ là thôi chắc phải nghỉ thôi, không làm nữa. Vậy mà con cũng thật sự là nghỉ mà không biết là mình phải làm gì mà quyết định nghỉ trước cái đã. Rồi trong những cái ngày mà từ bỏ như vậy thì bắt đầu rảnh rồi, bắt đầu có thời gian nhiều đến chùa.
đến chùa để dự những cái khóa tu Phật thức như như đại chúng ở đây nè. Con cũng đến xuyên lắm, khóa tu nào con cũng cũng đi hết á. Nhưng mà con bỏ thì bỏ làm nghề nghề nhà hàng thôi, nhưng mà nhậu thì cũng còn. Xin thưa với đại chúng là rượu và thuốc lá thì một ngày con hút cả gói á. Còn một ngày nào con cũng hút 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 cả gói vậy đó. Thuốc dữ lắm. Mẹ đó thì đau lòng lắm. Cứ nói con sao mà đàn bà con gái gì mà hư thân mất nết đã uống rượu còn hút thuốc nữa. Ai mà chấp nhận được. Đó. Nhưng mà không có nghe đâu, lì lắm. Không có nghe, không có biết, không biết sợ ai hết á. Mà thật sự trên đời này con có một người con sợ nhất tới bây giờ con vẫn còn sợ, đó là sợ mỗi mình thầy chùa Pháp thôi. Thiệt. Con cũng bật mí cho đại chúng biết là con rất là sợ thầy. Con thấy thầy từ xa là con đằng kia con trốn mất luôn, không có dám lại gần thầy. Con sợ thầy lắm. Xong rồi má con, mẹ con mới nói là thôi bây giờ chỉ có cách cai nghiện là đi vô chùa Phật Pháp. Thì mẹ con bắt con á phải đi lên chùa. Thì sau những cái khóa tu Phật thức như thế này thì chùa có cho những cái người tu thường xuyên á quý đại chúng. Thì ở lại tu thường xuyên thì quý thầy công phu như thế nào thì mình cũng công phu như vậy. Rồi con người ta lên chùa thì để tu hành, mà thực sự thì con cũng lên chùa cũng có mục đích đó là để tu hành đó, nhưng mà cái mục đích chính đó là cai nghiện rượu với thuốc lá. Khi mà con đã biết thực sự rồi đó, biết chuyển hóa rồi đó, cờ bạc là bỏ, rồi rượu chè bỏ. Vậy thì bắt đầu con được đúng là con có một cái duyên lành rất là lớn là được thầy trụ trì cũng như quý thầy ở chùa Pháp tạo cho con một cái cơ hội để cho con có công ăn việc làm ổn định, đó là mở ra một cái phòng phát hành hai phát hành kinh sách của chùa Hoằng Pháp. Và hiện nay con đang làm tới bây giờ đó, là cái phòng phát hành đang hoạt động ở Hàng Xanh. Trước đây á thì những cái người mà con giao du á toàn là dân nhậu nhẹt rồi chơi bời đàn đúm. Bây giờ thì trong cái môi trường mới như vậy thì con tiếp xúc được với quý thầy nè, với quý sư cô nè, rồi tất cả những người mà đến để mà thỉnh kinh sách là toàn là những người thiện trí thức không, những người tu hành không, rất là thích. Và con lại được một cái sự may mắn rất là lớn nữa là con ở trong một cái phòng phát hành như vậy đó, thì con được suốt ngày con được nghe giảng pháp, suốt ngày con được nghe kinh. Bởi vì con phải nghe quý thầy giảng, rồi giảng mở đĩa mở băng ra nghe suốt ngày vậy đó, cho nên con rất là may mắn. Vâng, kính thưa đại chúng, vâng lời mẹ thường xuyên đến chùa, có cơ hội tiếp xúc với đạo Phật và cô hiểu hơn về giáo lý nhà Phật, hiểu phần nào về đạo lý mà Đức Phật đã truyền trao. Cô nhận ra mình đã gây ra quá nhiều tội lỗi, cảm thấy như hối hận, xót xa cho những ngày đã qua. Và cô ý thức được rằng mình phải cần đổi nghề. Và giờ đây cô đã có một cửa hàng văn hóa phẩm Phật giáo. Vậy ngay giờ đây, xin đại chúng cho cô một tràng pháo tay để chúc mừng việc làm này. Thưa Phật tử Diệu Uyển, khi hiểu được lời Phật dạy và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, riêng bản thân cô, giờ đây cô có cảm nhận gì khi được sống trong giáo pháp, chánh pháp của Như Lai? Xin cô có thể trình bày được không ạ? Kính thưa đại chúng, con thật là hạnh phúc, thật là sung sướng khi mà con được ngồi đây trong cái tình thương yêu của thầy trụ trì cũng như quý thầy ở chùa Hoằng Pháp và cùng tất cả đại chúng có mặt ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà con không có biết quay đầu, con không biết hướng thiện, con không có biết sửa đổi thì có lẽ ngày hôm nay con cũng không được ngồi đây. Bởi đây là một cái nhân duyên lớn cho con. Con thấy theo con cảm nhận con biết được á, thì qua suốt quá trình mười mấy năm con đã lao vào những cái việc làm nó không có đúng chánh pháp và không có một cái nhân cách nào hết. Thì bây giờ đây đối với con ngồi trước mặt đại chúng, con cũng xin nói tất cả hiện giờ đối với con không có gì bằng những cái lời
mà Đức Phật đã dạy hết. Tất cả trên đời này không có gì mà đánh đổi được những lời Đức Phật dạy hết. Mà chúng ta, con cũng như đầy chúng, đã biết tu tập, đã biết hướng thiện, thì từng lời của Đức Phật dạy, từng lời của quý thầy dạy đều là vàng là ngọc. Nếu mình biết được, mình nghe được, mình hiểu được và mình thực hành được, thì điều đó là một cái điều không có gì so sánh trên đời này, kể cả tiền bạc, kể cả bất cứ thứ gì cũng không có thể đánh đổi được. Giờ đây con đã tìm lại được con đã tìm lại được chính mình. Con không còn là một cái con người mà như ngày xưa nữa, bởi vì con nhờ biết được Phật Pháp, con nhờ thực hành theo lời Phật dạy, biết được giá trị cuộc sống, biết được cái sự thương yêu, làm lợi lạc cho mọi người. Không giống như xưa kia, con từng sống trên sự đau khổ, từng làm cho người ta đau khổ, từng cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Con đã làm nhiều cái chuyện không có đúng. Thì giờ đây thì con đã biết rồi. Và có khi á, những cái mà cái dĩ vãng á, nó trồi lên, nó nổi lên, nó cũng làm cho con cũng rất là dằn vặt, rất là đau khổ. Nhưng mà con nhớ lại lời của quý thầy dạy, thì những cái quá khứ đó, những cái dĩ vãng đó, đó, ai cũng có sai lầm. Nhưng mà bây giờ biết quay đầu, bây giờ chỉ có cách, một cách duy nhất là lúc nào tâm tâm niệm niệm, làm gì, đi đứng nằm ngồi hay bất cứ một việc gì, mình phải đều nghĩ tới Phật, mình phải đều có câu A Di Đà Phật trong lòng. Thì những cái đó từ từ nó sẽ phai mờ, từ từ nó sẽ, đến một ngày nào đó nó sẽ không còn. Thì bây giờ con đang thực hành như vậy. Cho nên đối với con thì, kính thưa đại chúng, con rất là an lạc, rất là hạnh phúc khi mà được ngồi đây và được nói lên những cái lời và thật lòng sám hối trước đại chúng. Và cũng là thật lòng con quyết lòng tu tập, quyết một lòng tinh tấn để thứ nhất là đem lợi lạc lại cho chính bản thân mình và những người chung quanh, và thứ hai nữa là không có phụ công ơn của thầy trụ trì đã dìu dắt, thứ ba nữa là con phải tu tập cho thật là tinh tấn để không phụ lòng mẹ con, người mà đã từng đau khổ vì con đã gây ra không biết bao nhiêu nước mắt cho mẹ con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, kính thưa đại chúng, thưa Phật tử Diệu Uyển, được biết là cô hát rất hay, và giờ đây để thay đổi không khí, cô có thể hát tặng đại chúng một bài được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được hát tặng thầy chủ trì cũng như quý thầy ở chùa Quần Pháp cùng tất cả đại chúng bài hát Ơn Thầy. Bài hát này thì được một cư sĩ tên là Diệu Ngọc viết ra, và nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản phổ nhạc. Dần bước con đi chân như bác nhã cứu vớt sanh linh, tinh tâm rộng lớn như biển, dáng đi lời nói oai nghi
thề xin con gắng tu thân. Tạ ơn công đức của thầy hiền gia, bước đi từng bước an lạc, nhiếp tâm niềm tiếng Di Đà, sống vui với lòng vị tha. Và giờ đây để khép lại chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 19, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, chủ nhiệm chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, có đôi lời nhận định về trường hợp của Phật tử Diệu Uyển, thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Ngộ Chân Thành, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 19 này, chúng ta đã được nghe cô Diệu Uyển trình bày về cuộc đời của mình. Qua đó chúng ta được biết trước đây vì sinh kế, cũng là vì vô minh, nên cô đã dấn thân vào con đường sa đọa tội lỗi. Như người xưa đã nói, gần mực thì đen. Lúc đầu chỉ giản đơn làm tiếp viên nhà hàng để kiếm tiền sinh sống, nhưng do trong môi trường ăn chơi này đã tạo cái duyên cho cô ngày càng đi sâu vào con đường sa đọa. Từ tiếp viên và thấy rằng việc làm cũng rất dễ kiếm tiền, tiếp tục vươn lên làm má mì. Hơn nữa lại làm chủ nhà hàng, còn đào tạo rất nhiều những nhân viên để phục vụ nhu cầu cho những khách làng chơi. Một mình đã sa đọa, lại dẫn dắt thêm rất nhiều người cùng sa đọa. Thông thường ở môi trường nào, người ta hay phát huy khả năng của mình theo cái môi trường đó. Vào chỗ ăn chơi thì mình muốn thể hiện cái bản ngã của mình phải ăn chơi hơn người. Nhập vào những băng đảng trộm cắp, mình cũng muốn thể hiện cái bản ngã của mình bằng cách là trộm cắp hơn người, hung dữ hơn người. Để làm gì? Để lên làm đại ca, làm thủ lãnh. Cho nên nếu bước đầu mà đã đi sai thì những bước tiếp sau sẽ càng sai. Như người xưa nói, sai một ly đi một dặm. Hoặc chúng ta thấy một cái vết dầu rơi xuống nước, nếu không kịp thời vớt cái vết dầu đó lên, nó sẽ cứ lan dần cho đến một ngày nào đó khó có thể chữa được. Vì vô minh nên cô cứ nghĩ rằng mình làm những cái nghề này sẽ dễ kiếm được nhiều tiền,
và mình sẽ có được cái hạnh phúc trong tương lai. Thế nhưng thực tế cho thấy hậu vận càng tăm tối. Điển hình như hiện tại cô đã rơi vào ăn nhậu, rượu bia, cờ bạc, thuốc lá. Theo chúng tôi, cô cũng còn có cái phước là chưa đến nỗi bị xì ke ma túy, chưa bị sida, bị ép. Nếu rơi vào những trường hợp như thế này thì có lẽ cuộc đời sẽ kết thúc. Đây là một cái bài học rất thực tế cho những ai còn ảo tưởng muốn làm giàu theo con đường bất chính này. Và cũng thật may mắn, cô cũng đã gặp được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp và đã quay đầu hướng thiện. Quả là Phật Pháp rất nhiệm màu. Nếu có căn lành, chúng ta tiếp thu và sẽ có những chuyển biến rất tích cực trong đời sống. Qua bản thân của cô Diệu Uyển, chúng ta cũng đã thấy điều này. Một vấn đề nữa mà chúng tôi xin được nói thêm, có người cho rằng nữ giới là phái yếu. Theo chúng tôi thì họ không có yếu, mạnh lắm, có thể làm đổ nước nghiêng thành, có thể nhận chìm rất nhiều người vào bể ái, sông mê, đau khổ. Như người xưa có câu, sắc bất ba đào dị nịch nhân, có nghĩa là sắc đẹp không phải là sóng lớn, nhưng có thể nhận chìm con người. Cho nên á, có những người ở chiến trường thắng cả hàng vạn quân địch, thế nhưng đối trước sắc đẹp thì họ lại thất bại, gục ngã. Có lẽ hiểu được điều này mà một nhà thơ tên Văn Long đã phải thốt lên: đất nước im súng bom, lòng lại bày trận mạc. Tươi tắn thế chẳng lẽ em là giặc, để lòng mình chưa đánh đã mong thua. Khỏi cần đánh, ở chiến trường thì đánh là muốn thắng, nhưng mà bây giờ lại đối trước sắc đẹp thì lại không đánh, lại mong thua. Có một anh thanh niên khoảng hơn 30 tuổi đã có gia đình, thế nhưng cũng vì ham vui đến các nhà hàng gặp một cái cô tiếp viên, không biết có phải là cô Diệu Uyển hay không. Gặp mấy cô tiếp viên này rất là đẹp, thế là hai người đã cặp với nhau. Và một thời gian thì cô này lại cặp theo người khác. Tất nhiên như vừa nãy chúng ta đã được nghe cô Diệu Uyển nói, những người làm tiếp viên này họ không phải là thương những người đó đâu, nhưng mà họ thương tiền chứ không phải là thương vì tình. Thế mà ai có tiền thì là họ thương thôi. Thế thì anh này rất đau khổ, nhiều lúc cũng muốn tự tử. Thế nhưng chắc có lẽ cũng nghĩ rằng tự tử là hèn nhát, cho nên không tự tử, mới đến gặp chúng tôi hỏi là nhờ thầy giúp làm sao có cái phương pháp để không còn nhớ cái cô này nữa. Chúng tôi mới kể cho anh ta nghe một cái câu chuyện rất là thực tế. Ở tại chùa chúng tôi có một bà cụ dưỡng lão. Nhìn bà già nhưng mà vẫn có những cái nét chứng tỏ rằng là lúc hồi tuổi trẻ bà cũng rất là đẹp.
Thì về sau thì bà bị bệnh ung thư, nghe nói ung thư vú và bị cắt hết. Và lúc gần mất đó thì bà bị lở loét ở trong người, rất là ghê tởm, hôi thối. Những cô trong chùa phát tâm làm những cái vết thương đó, nói là chịu không nổi cái mùi hôi thối kinh khiếp. Trong lúc mà rửa những cái vết hôi thối đó của bà thì mấy cô mới nói rằng hồi trẻ nếu bà có cái gì thì bà nên sám hối đi để mình được nhẹ nhàng thanh thản để ra đi. Sau đó bà mới tâm sự về cuộc đời của bà. Và khi đó mấy cô làm đó mới biết, mới nói vậy thôi để mời thầy trụ trì xuống đi. Rồi bà bộc bạch hết những cái quá khứ của mình, rồi sám hối để thầy chứng minh, để thầy cầu nguyện cho. Thế bà hoan hỷ rồi mời chúng tôi đến. Thì khi gặp thì bà tâm sự nói rằng hồi trẻ đó bà đã làm cho khoảng chừng 4 người phải tự tử vì bà. Hỏi làm sao? Thì xin thưa quý vị, thì lúc trẻ có lẽ rằng bà cũng có sắc đẹp, rồi cặp người ta rồi bỏ người ta thôi, cho nên người ta đau khổ quá người ta tự tử chết. Mà bà nói 4 người như vậy. Rồi sau đó thì bà cũng làm cho rất là nhiều gia đình tan nát. Thì bây giờ bà mới nói bà xin sám hối những cái lỗi lầm của bà trong quá khứ. Thì chúng tôi mới khuyên thôi như vậy, bà biết lại là tốt lắm rồi. Thì từ nay ta đi cố gắng sám hối, cố gắng niệm Phật. Thế là khoảng chừng 3-4 ngày sau thì bà ra đi. Thì chúng tôi mới đi nói với cái anh mà thanh niên này, nói giả dụ như 4 cái người trước đây mà tự tử vì bà, thì hôm nay mời họ đến đây thì đứng trước bà như thế này, 4 người này còn mê nữa hay không? Lúc này đó cho chắc có lẽ 4 ông này cũng không dám lấy nữa. Bởi vì đến gần nó hôi thối muốn chết rồi, làm sao mà còn dám đến đụng cái thân thể nữa. Thì anh này anh nghe, anh hình như cũng hiểu được cái vấn đề. Chúng tôi mới nói tiếp. Như vậy thì anh có thấy bây giờ người ta làm những cái thùng rác á, bề ngoài rất là đẹp, thế nhưng mà ở trong nó là gì? Là rác, là những đồ dơ bẩn. Thế mà nó chảy, nó xì ra chỗ nào thì là cái chỗ đó hôi thối. Con người của chúng ta nếu mà quán kỹ thì cũng không khác gì một cái thùng rác. Mà chúng ta là cái thùng rác viết đi. Rõ ràng bây giờ nếu quý vị cứ ngồi suy nghĩ kỹ xem coi, ở trong người chúng ta là cái gì? Chứa là hồng phân nè, hồng nước tiểu nè, máu mủ ghê gớm. Có phải nó xì ra chỗ nào là chỗ đó ghê tởm không? Quá ghê tởm. Nhưng mà nó được che bọc bởi một cái lớp da bề ngoài, mình cứ tưởng đó là đẹp. Chúng tôi mới hỏi bây giờ anh có khi nào mà mê cái thùng rác không? Có khi nào mà ôm cái thùng rác không? Có khi nào lúc nào cũng đeo theo cái thùng rác không? Con người chúng ta cũng vậy. Bây giờ anh cứ suy nghĩ xem, Đức Phật dạy rằng nếu người nào mà tham đắm về sắc đẹp thì hãy quán kỹ trong người cũng chúng ta nó bất tịnh, nó dơ bẩn cũng giống như thùng rác thôi. Mà quý vị suy nghĩ xem có đúng không? Quá đúng đi. Trời ơi, trong người mình bây giờ đi đâu cũng đeo theo một cái hầm phân, cái hầm nước tiểu. Còn cái thùng rác thì chúng ta cũng thấy vậy đó. Người ta làm rất đẹp bên ngoài, ở trong cũng dơ bẩn, nhưng mà đâu ai chứ không đụng tới. Mà người thì lại mê.
Cho nên khi chúng tôi nói như vậy thì anh này hiểu này, thầy nói vậy là rất có lý. Thì nếu mà mình đặt cái trường hợp bốn cái ông kia hồi lúc á mê bả mà phải tự tử, bây giờ đó bốn ông mà còn sống thì mời ông đến đi đó, cho ông đó coi ông có dám nhận nữa không. Hết nhận rồi, bây giờ quá sợ rồi. Cho nên mình phải quán được như thế để mà đối trị với cái lòng tham về sắc dục. Thì qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng kể cả người nam hay người nữ, chúng ta phải thấy được cái sự bất tịnh của cái thân xác mình. Và mình cứ cho đó chẳng qua là cái gì? Là cái gì? Thùng rác biết đi. Có ai mê thùng rác biết đi không? Vậy mà cũng có nhiều người mê. Mê cho nên phải bỏ tiền ra cho người ta. Thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng xin chúc mừng cô Diệu Uyển đã gặp được Phật Pháp mà đã quay đầu hướng thiện, đã chọn cho mình được một con đường chân chánh để từ nay về sau cố gắng tinh tấn tu tập, hầu sám hối những lỗi lầm quá khứ, cũng như từ nay trở đi cố gắng tu tập để mình có thể vừa lợi ích cho bản thân mà vừa giúp ích cho nhiều người. Thì kính chúc đại chúng luôn được thân tâm thường lạc, và cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cô Diệu Uyển đạo tâm luôn được kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta như người sánh diệu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngây ngã ba đường. Nhân gian từ vô thi, đời sanh tử nối luôn. Một mái thân mỗi ngày, ngầm dưng nỗi hùng hồn. Ôi có mấy lúc vui, sao đời sầu khó vui. Thương gian chẳng xe cắt, lòng vàng nước cuốn trôi. Ta xuân mãi tóc xanh, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăm đắm, trầm tàn khói cuốn quay. Nghe chuông chùa vang vọng, sầu tư chợt lắng trong. Lời kinh câu niệm Phật, làm thánh thán cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian. Từ bi xin cứu độ, hồi hương kẻ hoang đàng. Ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương.